Pioneer Quốc đã làm được gì sau khi dự án tròn 2.000 ngày tuổi? Chào mừng các Pioneer đã quay trở lại với chuyên mục Pioneer Quốc Daily. Thông thường, một dự án crypto từ lúc ra đời cho đến khi mainnet có thể mất 1 đến 3 năm. Tuy nhiên, với Pioneer Quốc thì điều này lại khác biệt. Tính đến nay thì dự án đã mất hơn 5 năm để xây dựng, đó là chưa tính đến thời gian lên kế hoạch trước đó. Và hôm qua, Pioneer Quốc đã chính thức cán mốc 2.000 ngày tuổi tính từ ngày công bố thành lập 14 tháng 3 năm 2019. Sau tất cả các nỗ lực đáng ghi nhận của Pico Team trong thời gian vừa qua, thì dự án Pioneer Quốc đã có những bước tiến rất tốt. Một diễn biến khác khiến Pioneer đang rất háo hức chính là mạng lưới đang trả Pmainnet rất nhiều. Có thể nói điều mọi người kỳ vọng nhất chính là đây. Pmainnet còn quan trọng hơn cả OpenMainnet. Trong video ngày hôm nay, Pioneer Quốc Daily sẽ cập nhật những tiêu điểm quan trọng nhất của dự án vào lúc này. Qua đây chúng tôi mong muốn cung cấp cho các bạn một góc nhìn đầy đủ về dự án trước những cột mốc quan trọng này. Xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi ngày sau đây. Phần 1. Cột mốc lớn với 2.000 ngày tuổi. Mới đây trên ứng dụng Đào Pi, đội ngũ đã ăn mừng cột mốc mang tính biểu tượng rất cao. Nội dung công bố nêu rõ, Pioneer Quốc kỷ niệm 2.000 ngày kể từ khi chính thức ra mắt vào ngày 14 tháng 3 năm 2019. Cột mốc này phản ánh những nỗ lực liên tục của cả cộng đồng. Chúng ta đang tiến rất gần đến tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái ngang hàng trong một thế giới trực tuyến toàn diện. Trong đó, hệ sinh thái này xoay quanh đồng Bitcoin. Mỗi bước tiến đều đang đưa chúng ta đến với phần mainnet, nơi sự kiện duy trì và cam kết sẽ định hình tương lai chung của chúng ta. Ngoài ra, bức ảnh được sử dụng để đăng tải trên ứng dụng là do một admin cộng đồng có tên là Ranky thiết kế. Trên thực tế thì 2.000 ngày không phải là con số nhỏ với một dự án crypto. Nó tương đương với 5 năm rưỡi. Thông thường thì chỉ cần 1 đến 3 năm là có thể mainnet một dự án giống Pioneer Quốc về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, việc xây dựng cộng đồng trung thành với hàng chục triệu user thì không phải dự án nào cũng làm được. Phần 2. KYC được duyệt ồ ạt. Khoảng 2 tháng trở lại đây, một số hiện tượng liên quan đến KYC đã khiến nhiều Pioneer lo lắng. Cụ thể là không thể tạo ví, không KYC được. Thậm chí bản cập nhật mới còn bắt buộc phải KYC lại và chuyển cam tất cả tài khoản. Mặc dù đã nhận Pi lần 1, vấn đề lo ngại ở đây là khi thực hiện bước 5 để cập nhật thì ứng dụng lại báo lỗi và không thể xác thực được tin nhắn. Tuy nhiên, mới đây thì tất cả các hiện tượng lỗi này đã được khắc phục và các tài khoản được duyệt KYC rất dễ dàng. Hiện trạng các tài khoản hiện nay đang nằm ở mục chính chờ Pi về mainnet là chủ yếu. Tiếp đến, vấn đề khó chịu nhất là nốt Pi cũng đã được giải quyết. Cách đây một tuần thì các thợ đào còn bảo nhau nên tắt máy nốt vì đã liên tục nhiều ngày bonus gặp vấn đề, không trả thưởng và ăn trứng không. Đầu tháng này thì nốt bonus đã bắt đầu chạy lại. Đây là diễn biến rất đáng mừng, chứng tỏ chúng ta đã lựa chọn đúng đắn. Việc duy trì máy nốt trong thời gian vừa qua rất dễ được lựa chọn để đi vào mainnet chính thức. Khi ấy, bonus bằng Pi có thể sẽ cao hơn rất nhiều. Phần 3. 50 triệu Bitcoin lên kệ chuyển mainnet. Sau tất cả các thông tin thì có thể đây chính là điều mà mọi người quan tâm nhất. Cao hơn cả mainnet mở, đó chính là Bitcoin về ví. Các hoạt động on-chain cho thấy Bitcoin đang được trả về mainnet rất nhiều. Trong tuần đầu tiên của tháng đã có 50 triệu Bitcoin được chuyển về ví. Tuy nhiên, số lượng Pioneer ở Việt Nam được nhận Pi mainnet không nhiều. Chúng tôi dự đoán đây là chính sách trả đều Pi mà Pico Team đang áp dụng. Có thể chúng ta sẽ phải chờ ít lâu nữa vì trước đó Việt Nam đã được trả rất nhiều Bitcoin. Thị trường nhận Pi vào lúc này chủ yếu là Trung Quốc và một số nước như Mã Lai, Indo. Hiện tại giá Bitcoin đang được giao dịch ở sàn Bitrix với giá dao động khoảng 11.000 Việt Nam đồng, cao hơn thị trường OTC khoảng 200 đến 300 đồng. Với 1.000 Pi đào được, bạn có thể thu về 11 triệu tiền mặt. Đến đây thì nội dung của video ngày hôm nay cũng đã dài. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Pioneer Quốc Daily sẽ tiếp tục thực hiện các video trong số sau để cập nhật tiến độ của phần mainnet đến với cộng đồng. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Để kịp thời nhận được các thông tin một cách nhanh nhất, bạn có thể tham gia nhóm Facebook của chúng tôi tại link được đính kèm dưới mô tả của video này. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới Pioneer Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.